vào số điện thoại của mình thì cô gái lấy gói thuốc cho mình các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn lấy cái sản phẩm tăng cân Malai KIP1, là một trong những sản phẩm chủ đạo dành cho những người mà mùa có những cân nặng không được tốt, hoặc là không thể tăng cân được, hoặc là không ăn uống được. Thì có thể nói tăng cân Malai KIP1 là một trong những sản phẩm tăng cân của người Malai, và Malai nổi tiếng với các loại thảo dược thiên nhiên. Tăng cân Malai thì có tác dụng như thế nào và nhiệm vụ của nó ra làm sao? Có thể nói rằng chung quy khái quát lại cho các bạn rằng tăng cân Malai là một hộp 30 viên và chiết xuất bằng thảo dược hoàn toàn ở bên Malai. Ở bên Malai người ta nổi tiếng với loại thảo mộc, và thảo mộc này có tác dụng đó là giúp cho kích thích vị giác, kích thích ăn được, ngủ được, và từ đó nó sẽ giúp cho các bạn, nếu các bạn kết hợp với bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, các bạn nghỉ ngơi hợp lý thì các bạn sẽ dễ tăng cân. Ví dụ 1-2 lọ nó có thể giúp cho bạn tăng 1-3 cân của da là chuyện bình thường, hoặc là 3-6 cân là chuyện bình thường. Tuy nhiên bên cạnh đó, theo mình có nhiều người hỏi mình rằng liệu nó có tăng cân cứ vù như vậy mãi không, thì không phải các bạn. Tăng cân nó sẽ giúp cho bạn tăng cân đến một ngưỡng nhất định, và khi các bạn dùng duy trì về sau thì nó sẽ giúp các bạn ổn định hoàn toàn. Tức là khi các bạn béo ra rồi thì lúc đó thì nó sẽ được hoàn toàn, nó ít bị giảm lại. Cho nên khi mà có quá trình sử dụng tăng cân thì các bạn cần phải dùng theo liều lượng. Ví dụ như là một đợt từ 2 đến 3 tháng hoặc 3-6 tháng tùy từng đối tượng khác nhau. Thì cái đó là các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình hướng dẫn sau. Tuy nhiên có một cái điều mà trong cái thời gian bán thuốc tăng cân mình có nhận thấy một điều, đó là đa phần tất cả các khách hàng chỉ sử dụng thuốc tăng cân. Thuốc tăng cân Kia Bewang hay là tất cả các thuốc tăng cân khác trên thị trường thì đa phần tác dụng tính năng của nó là kích thích ăn uống, kích thích vị giác để giúp cho các bạn ăn được ngủ được. Tuy nhiên bên cạnh đó các bạn không hiểu một điều rằng nếu như các bạn chỉ kích thích ăn uống thôi mà các bạn không bổ sung các vi chất thiếu, ví dụ như này là đối với phụ nữ thì thường hay bị thiếu máu, thiếu canxi và các vi chất tổng hợp này, rồi đường ruột kém này, rồi đối với nam giới là đường ruột kém do sử dụng rượu bia các chất kích thích nhiều này, hoặc là nhiều người chức năng gan kém hoặc những người dạ dày kém này, thì đối với mình thuốc tăng cân nó đối với những người mà có bệnh nặng nó sẽ không hiệu quả hoặc là hiệu quả không bền. Ví dụ như là nhiều người uống tăng cân lên rồi vẫn bị giảm lại. Vậy thì cái nguyên nhân do đâu? Cái nguyên nhân là đối với những người tăng cân, khi các bạn uống thuốc tăng cân rồi mà các bạn không bổ sung đi kèm với các vi chất dinh dưỡng thiếu thì các bạn, thứ nhất có những người hiệu quả và có những người không. Và thứ hai là có những người tăng cân lên rồi dễ bị giảm lại. Vậy nguyên nhân do đâu? Bởi vì nguyên nhân bản chất của thuốc tăng cân nó chỉ là kích thích ăn uống mà thôi, còn nó không bao gồm bổ sung các vi chất và nó không bao gồm cả bổ sung cái lợi khuẩn đường ruột được. Thì trong quá trình các dùng thuốc tăng cân thì mình khuyên các bạn nên sử dụng theo bộ đầy đủ để đạt được hiệu quả cao và không bị giảm lại khi ngừng thuốc giảm cân, khi ngừng thuốc tăng cân. Đó là ngoài thuốc tăng cân, các bạn sử dụng cho mình men vi sinh Bivina của Nhật. Men vi sinh Bivina của Nhật là một trong những loại men lợi khuẩn đường ruột mà ngay khi những người mà đang đầy bụng, chướng bụng khó tiêu hoặc là ăn uống kém thì men vi sinh Bivina của Nhật ngay lập tức 5 phút sau khi uống nó sẽ giảm được đầy bụng, chướng bụng, rồi là khó tiêu, rồi là đường ruột kém, rồi không hấp thu thức ăn được. Cho nên đối với những người mà đa phần tăng cân, đa phần những người thiếu cân là những người có đường hệ tiêu hóa không tốt. Và sau một thời gian bán hàng và phân phối và kinh nghiệm đầy mình thì mình có thấy rằng là cái men vi sinh Bivina của Nhật là nó sẽ bổ sung lợi khuẩn đường ruột, giải quyết các vấn đề về hệ tiêu hóa kém, thì từ đó cái đường tiêu hóa tốt lên, bổ sung các lợi khuẩn, tức là nhiều lợi khuẩn đường ruột hơn ấy, thì đường ruột các bạn sẽ xử lý ok hơn, tức là các bạn ăn uống nó sẽ hấp thụ được hơn, rồi các bạn sẽ cái sự tiêu hóa của bạn nó sẽ dễ dàng hơn, thì các bạn cái thức ăn đưa vào các bạn mới đưa cái dinh dưỡng dưỡng chất vào trong cơ thể các bạn được, thì nó mới ổn định được và từ đó nó hiệu quả mới cao. Cho nên kể cả những ai mà dùng thuốc tăng cân KIP1 đang chưa đạt hiệu quả thì các bạn hãy dùng men vi sinh Bivina được vào. Còn ngoài men vi sinh Bivina thì mình khuyên các bạn là ngoài men vi sinh để làm cho đường ruột tiêu hóa tốt lên, để rồi tăng cân Malai để kích thích ăn uống, thì các bạn dùng cho mình tảo biển. Tảo biển thì các bạn có thể chọn là tảo lọ của Unicity hoặc là tảo biển viên dạng bì của Nga. Đây là loại tảo biển mà những người tăng cân cần phải sử dụng. Tại sao những người tăng cân cần phải sử dụng? Bởi vì tảo biển nó là một hoạt chất, là một cái thực vật mà nó giúp làm sạch cái độc tố trong cơ thể các bạn. Nó có bổ sung máu, tái tạo hồng cầu cho những người ta không tăng cân được là vì người ta thiếu máu, người ta thiếu tế bào hồng cầu và người ta thiếu chất xơ trong hệ tiêu hóa. Thì tảo biển nó bổ sung máu, bổ sung chất kiềm và bổ sung cho cơ thể khỏe mạnh và làm cho cơ thể là bổ sung chất xơ. Chất xơ để là đường ruột cũng được làm sạch, đường ruột cũng được khỏe. Và kiềm là gì? Kiềm là nó sẽ giúp cho các bạn làm giảm thiểu các gốc tự do các độc tố trong cơ thể gây ra. Cho nên là đối với những người ung thư thì người ta, hay là những người có nhiều bệnh tật á, là tại sao người ta phải dùng cái nước kiềm, đúng không ạ? Nước kiềm là để cân bằng được lại axit dư
và để giúp cho là cái cơ quan trong cơ thể nó không có quá nhiều chất độc và nó giảm nóng trong, giảm nóng cho gan, giảm nóng, giảm nhiệt cho cơ thể, thì các bạn tăng cân mới tốt chứ ạ. Và ngoài ra tảo biển nó là một trong những cái chất là bổ sung các đa vitamin khoáng chất để cơ thể các bạn được bổ sung các vi chất thiếu thì các bạn mới được bền được. Cho nên là đây là một cái bộ tăng cân gần như đầy đủ mà mình tâm huyết muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn đang dùng thuốc tăng cân nào các bạn hãy dùng đầy đủ. Các bạn muốn được hoàn toàn, các bạn muốn tốt cho cơ thể, các bạn cần phải bổ sung ngoài thuốc tăng cân, các bạn phải bổ sung men lợi của đường ruột, các bạn phải bổ sung các vi chất thiếu cho cơ thể thì cơ thể các bạn mới được khỏe mạnh hoàn toàn. Vậy mọi chi tiết các bạn liên hệ với số điện thoại của dược sĩ Cẩm Tú qua số điện thoại trên quầy để tư vấn thêm, bởi vì cái vấn đề tăng cân để các bạn có được cái hiệu quả tốt và hiệu quả bền thì các bạn phải có cách, và các bạn không đơn giản chỉ dùng thuốc tăng cân mà thôi. Ngoài ra nếu mà ai có đường ruột mà thường xuyên bị tiêu chảy nhé, thường xuyên bị dạ dày đại tràng nữa, thường đường ruột không tốt nữa, thì các bạn hãy dùng thêm cho mình trước khi ăn là cái bình tràng tháo này, là một trong những sản phẩm mà nhà thuốc có đặc trị về các vấn đề về đường tiêu hóa kém, đường tiêu hóa bị nhiễm khuẩn lâu ngày, và bình ổn lại đường tiêu hóa không bị nhiễm khuẩn nữa. Các bạn mọi chi tiết các bạn liên hệ với số điện thoại của dược sĩ Cẩm Tú trên quầy để tư vấn thêm các bạn nhé. Xin chào bạn, hẹn gặp lại.